Bản tin y tế chiều ngày 1 tháng 3 năm 2021, thêm 13 ca mắc mới. Bệnh nhân số 2449 đến số 2461. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 8 ca bệnh, trong đó có 6 ca tại thành phố Chí Linh, 1 ca tại huyện Kinh Môn là F1 của bệnh nhân số 2248, 1 ca tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân số 2436 và bệnh nhân 2437. Hiện cả 8 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. Tỉnh Kiên Giang ghi nhận 5 ca bệnh, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh đường bộ vào tỉnh Kiên Giang. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.